Con cuối ý á, con cuối thì nó có cái gì? Ủa ôi. Ui, thôi. Con này bị điên rồi. Con này bị điên rồi. Con này cộng những cái gì đây? Ủa ôi. Cộng 1% mà serial mỗi giây khi mà mình đứng im à? Ừ. Và cộng 1% mà serial mỗi giây khi di chuyển. Ủa ôi, vãi cái đái, con này lỗi thế. Con này lỗi thế. Ok, chào VHD nhá, con này lỗi vãi trưởng ạ. Trừ 15% map size, cộng 1 giáp, cộng 100% big up brain, trừ 1000 hút máu, trừ 1000 hồi máu, trừ 1000 kinh nghiệm, cộng 666 quái. Ôi, trừ 80% speed của quái, cộng 666% material drop. Ôi, con này lỗi thế. Con này lỗi vãi trưởng ạ, chơi thử xem nào. Chơi một mình nữa thôi. À, vũ khí thì ui. Cái này cũng ghê này. Ui. Cộng 10. Không phải. Cái này là cộng 1 triệu 2 vết tinh. Ui, tôi hỏng rồi. Cộng 800% quái. Cộng 200% speed cho quái. Ui. Ô, cái này cũng hay này. Cái này cũng hay này. Ừ nhà, chơi thử cái này trước đã. Ui. Ghê vãi trưởng, item nữa à? Item thì nó cho cái gì? Item nó cho cái này á? Ui ui ui, item này. Item bá đạo thế. Item bá đạo thế. Ui ui, item này. Ê ơi, cộng 5% đam cho mỗi 4000 mật serial mà mình có. Và cộng 5 speed cho mỗi 8000 mật serial. Ui. Khiếp thật. Ừ, cẩn thận bị crash ấy. Cẩn thận bị crash ấy. Nên là thôi, chơi bình thường thôi. Chơi chơi con này, nhưng mà mình vẫn chơi thì cả bình thường thôi. Vũ khí thì vũ khí thì chắc là mình sẽ không sử dụng cái này đâu. Sử dụng cái này thì nó bá đạo quá. Nó cộng những 1 triệu 2 vết tinh thì không đỡ được. Nên là chơi cái nào nó bình thường thôi. Chơi cái thìa này xem nào. Thử cái thìa này xem nào. Ok, hello Yến Hồng nhá. Hello Tùng nhá. Nào thử chơi xem nào. Chơi kiểu cộng nhiều 2 vết tinh à? À, cái gì cộng nhiều mật serial thì chơi tiết kiệm đi. Chơi tiết kiệm mật serial đi. À, lấy cái này này, con mèo này. Mới lại lấy một cái gì mà nó, mình nhớ là có cái item gì mới nó drop thêm mật serial ấy nhỉ. Cái nào ta? Cái này thì không phải đâu. Cái này không phải rồi. Mình nhớ là có cái nào nhỉ. Không lấy nữa. Lấy ba cái này đi. Chơi kiểu nhiều mật serial đi. Lấy thêm một cái kinh nghiệm nữa. Chào á. Lấy trao á. Trao, nhưng mà trong mod này thì không có trao. Mod này thì không có trao. Mình không cài cái mod mà có trao nên là chịu luôn. Em chơi Vampire Survival sao có 4 nhân vật thôi á? Em chưa mở quái hết đấy. Em mở thử mở quái hết xem. Ui. Ui. Vãi cả trưởng. Ui. Ui. Nhưng mà sao bị trừ nhiều máu trên dây thế? Bị trừ nhiều máu trên dây chứ nhở? Ôi sao lắm quả thế? Sao lắm quả thế? Ờ đúng rồi, phải qua màn. Nhìn item mà. Ui trời ơi. Ui rồi ôi, ui rồi. Ui anh em nhìn cái chỉ số này. Ê ơi. Khủng khiếp. Sợ thật tích cái chỉ số này. Ê ơi. Ghê vãi trưởng. Thề ghê thế. Ok, chào Đạt nhá. Sợ thật. Trừ 9 máu trên dây. Nhưng mà có rất nhiều quả luôn. Nên là không lo về cái việc là bị mất máu. Có rất nhiều quả luôn. Và hít hút quả cũng xa này. Nhặt quả cũng xa này. Cái gì cũng có giá của nó. Ui. Nhưng mà ít đam thế. Ít đam thế. Ui. Con này thì khác gì OP đâu nhở. Con này nhặt quả cái thứ cũng tăng tăng được đam này. À đây này, con nó có dòng cái này. À, lấy 9 đam mỗi giây này. Khi nhặt quả thì sẽ được tăng máu à. Dynamo đây này. View damage. Ồ. Ghê vãi trưởng à. Lại là võ phú đầy do hôm qua bận nên không xem lại được. Ờ thả nào hôm qua anh không thấy mày, không thấy mày comment. Anh mày đang chơi con nhân vật nó đang thực sự là quá bá đạo so với lại cái tầm kiểm soát này.
Sợ thật cái con nhân vật này. Ghê vãi. Tiếp tục thôi. Không cần phải mua đồ nữa. Không cần roll. Ờ à, không cần roll luôn à. Bá đạo nhỉ. Ok chào Quỳnh nhá. Quỳnh chăm comment lắm nhưng mà không thấy, không thấy 200 livestream. Ủa khỏe thế. Ui trời ơi. Mỗi tội là đam hơi bé thôi. Đam đánh sao có một đam hai đam thế kia. Ui nhiều quái nhưng mà quái nó sẽ chậm nên là cũng đỡ phần nào. Shop không bán item à? À shop không bán item à? Ok ok. Không bán item thì thôi. Sức mạnh của Weebu. Ok chào Tiết Đạt nhá. Mod con đó lúc trước test khỏe phết đấy anh á. Ok ok em ơi. Ê anh đang chơi đây này. Anh đang không thể tưởng tượng được con sinh vật này nó như thế nào đây này. Khỏe vãi cả trưởng ra. Con này chơi đúng kiểu là càng nhiều mà serial càng tốt đúng không? Mà chơi nên đứng im để cộng mật serial. Mà di chuyển cũng được cộng mật serial cơ. Ủa con này mà kết hợp với con Super Chimer thì nó cũng gọi là kinh khủng ấy nhở. Ồ con này mà để kết hợp với con Super Chimer nó cũng là một cái gì đó. Nó gọi là điên đảo đấy. Ồ không 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 gọi là. À con này chỉ sử dụng là bốn vũ khí thôi à. Ừ. Con này mà kết hợp với con Super Chimer nó cũng là một cái gì đó. Nó gọi là kinh khủng ấy. Càng nhiều mật serial thì được cộng càng nhiều đam. Đúng nhở, mình nhớ đúng nhở. Ui, con này bá thực sự ấy. Bá quá, bá quá. Lắc bị âm. Ồ, lắc bị âm. Sợ thật, con nhân vật này sợ quá. Con nhân vật này quá là sợ luôn. Trời ơi. Kết thúc quay nó còn động cộng cả đống đam dài cái thứ này. Con đó như super à, con đó như chimer mà được nâng cấp hơn. Ừ công nhận. Phải công nhận là như thế. Nhưng nó không phải là nâng cấp hơn đâu em ạ. Con này nó còn nâng cấp gấp mấy lần chimer đấy. Con này nó vừa có tính chất của vừa có tính chất của super chimer, vừa có thêm tính chất của OP nữa này. Lúc cuối nó còn tăng cả đống đam ấy. Sợ thật. Mà spawn quả rất là nhiều nhá. Spawn quả cực kỳ nhiều nhá. Chờ nó lên bao nhiêu 1 triệu tiền á à? Hay là bao nhiêu tiền? Ghê nhở. Ồ thì biết thế lúc đầu lấy tất cái con mèo tích mình lấy con mèo tiết kiệm xong. Tích phần trăm đam à. Ừ đam bị âm này. Con này đây này, nó ở bên trên này thì nó sẽ có cái tính chất ở bên trên kia kìa. Ô nhưng mà đam đang bị âm. Đam bị âm nhiều đam quá. Khoa ba, ok chào em nhá. Chào Đạt này. Hôm qua đến giờ ít người xem à. Mọi người giờ không thích xem Brotato nữa rồi. Ai trung thành với kênh thì vẫn ở lại, còn ai mà kiểu fan phong trào thì sẽ rời đi thôi. Ui trời ơi, công nhận con này ghê vãi trưởng ạ. Mà nếu kết hợp với Super Chimer thì sẽ bị đi chậm hay gì á. Ừ đúng rồi, nếu như kết hợp với con Super Chimer rồi có nhiều đứng im luôn đấy. Có nhiều đứng im luôn đấy. Lấy cái kinh nghiệm là sai rồi à? Ừ đúng. Nhưng mà cũng không sai lắm. Cũng không sai lắm. Bởi vì à, ừ nó sai thật. Bởi vì con này có lên được kinh nghiệm quái đâu đúng không. Cái đấy nó chỉ 100 đam à. Ờ. Ok chào tên tôi là tôi nhá. Chào Invisible nhá. Quay 8 này. Ôi từ đầu game giờ mình có 180 máu thôi ạ. Không lên được một quả máu nào luôn ấy. Ui khỏe quá, khỏe quá. Ui bắt đầu cộng 1.000 tiền rồi này. Cyborg robot ta, cyborg robot làm rồi hay sao á.
Con quần què gì vậy anh? Con này anh cũng chịu luôn, anh không biết nó là cái gì luôn ý. Nó là cái thể loại gì nữa. Chơi ghê đa chơi, anh đang cảm giác nó ghê vãi cả trưởng ra đây này. Ôi bắt đầu ra tự nhiên đam to thế nhở? Tự dưng đam to thế nhở? Ui, ăn quả được cộng, khi ăn quả khi mà đầy máu thì được cộng cả đống đam này. Ui, dã man thật. Bán đi item tăng kinh nghiệm là hết âm đam à? Không bán được bạn ơi, không bán được. Mình có cái mod bán item đâu. Mà kể cả có cài bây giờ cũng không bán được, bởi vì cái mod bán item lỗi rồi. Ui đam to thế nhở, bây giờ đam to thế. Đam to vãi trưởng này, ui ôi. Con này đúng là sự kết hợp giữa OP và Super Streamer rồi. Chắc chắn là như thế rồi. Nếu kết hợp với OP, crack game luôn á. Anh nghĩ là nếu như biết cách hạn chế mod thôi thì nó sẽ không bị crack đâu. Để có gì mai anh thử làm video về con này với con OP thử xem nó có bị crack không. Vãi cả trưởng thật. Chơi con này với con Delta thì sao nhỉ? Ok, thế thì mai nếu như anh em thích thì mai mình sẽ làm video về con này với con Delta. Để thử xem hai con nó kinh khủng như này nó kết hợp với nhau nó sẽ như nào anh em nhá. Nếu như mà anh em thích. Ok, chào player KK. Ui ôi vãi cả trưởng thật. Trông đam này, trông đánh này. Anh em thích thì mình làm thôi. Anh em quan trọng là anh em thích hay không. Thích thì để lại cho mình số 8 nào. Anh em comment số 8 là mình xem là số lượng người thích kèo đấy có ok không nào. Ui chạy nhanh thế. Ok chào tài nhá. Anh em thích kèo con này mới kết hợp với con Delta thì lại số 8 rồi nào. Mình thấy đông đông thì mình sẽ làm. À cũng ok phết đấy nhở. Thế được rồi, mai sẽ có video về con này với lại con Delta. Xong Brutato sang Vampire Survival à. Cũng tùy. Đang định test xem là có chơi được co-op không. Thì chơi co-op thử mấy ván Vampire Survival đấy. Tí nữa bay ra khỏi map à. Chạy nhanh vãi cái trưởng ra anh em ạ. Chạy nhanh thực sự luôn đấy này. Anh em để cho mình lại cho mình một like nhá. Để cho cái video của mình nó lên đề xuất nhá. Chơi trên này quái kêu bằng cụ á. Phải công nhận đấy. Khỏe vãi các trưởng ra. Trông mình trông như hack ý. Thề. Con này di chuyển cũng được cộng mà serial và đứng im cũng được cộng mà serial cơ. Ù rất là điêu luôn. Xong vam bao giờ sang tap tap. Làm gì có nhiều thời gian để mà chơi lắm game thế. Ủa ôi, lướt qua quái phát chết luôn này. Ủa ôi, anh em nhìn bây giờ nó như bay này. Này, trông như bay này. Ủa ôi, 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 ôi. Ủa ôi, 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 ôi. Ủa ôi, 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 ôi. Sợ thật đấy. Chạy như tên lửa luôn này. Ủa ôi. Sợ thật. Sợ thật đấy. Anh em này hết xem Brutato rồi à? Mọi người giờ chán Brutato rồi. Giờ anh em nào mà trung thành với kênh thì mới ở lại thôi. Còn lại không thì sẽ đi hết à? Nhìn máu hồi đi á. Máu hồi làm sao? Ui ôi. Hồi máu kìa. Ác ôn vùng nông thôn thực sự ạ à. Sợ thật con này. Con này ghê vãi trưởng anh em ơi. Con này ghê thế. Thì anh em có trung thành không á? Để đánh giá xem đã như nào đã. Ừ khéo giờ đứng im đi. Giờ đứng im đi cho nó đỡ đau mắt anh em nhở. Họ thích chơi táp hơn đấy anh. Hôm qua chơi táp cũng có ai xem đâu mà. Vui 11 này. Cái này cái này ô con này bị lóc ở 180 máu à. Ê bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Vào cái 12 luôn. Con này chơi với con âm lắc chắc ok lắm à. Ừ có thêm cái item mà âm lắc ấy. Tăng cả đống đam luôn đấy. Anh thử kèo giết thần chết của em đi á. À. Giết thần chết là giết thần chết và Vampire Survival à. Con đấy anh thử nhiều cách rồi mà anh vẫn chưa giết được. Em rất buồn cười luôn ấy. Không hiểu kiểu gì. Thần thánh phương Tây à. Chịu luôn ấy. Không hiểu cái con này nó là con nhân vật gì nữa luôn. Nó bá vãi cả trưởng à. Nó đã kiểu tăng đam khi nhặt quả rồi. Xong sau đó nhá. Đứng im như này nó cũng tăng đam kìa anh em kìa. Anh em nhìn thấy tăng đam không? Tăng đam vãi cả trưởng ra. Lễ người ta đi chơi hết rồi. Ừ đúng rồi.
Anh em nhìn cái tăng đam của nó kìa. Tăng cứ đam dài mày, đam ngắn nó tăng nhá. Xong rồi hai vết tinh thì nó tăng vãi cả trưởng tăng. Ui giờ chạy nhanh thế. Giờ chạy nhanh vãi cả trưởng ra anh em ơi. Này, anh em có nhìn thấy con nhân vật của mình nó di chuyển sang hai bên không? Này, anh em có nhìn thấy con nhân vật của mình nó di chuyển sang hai bên không? Sợ thật. À, anh em nhìn này, anh em có nhìn thấy con nhân vật của mình nó di chuyển sang hai bên không này? Này, trông này. Ê ơi, trông này. Anh em trông này. Này, trông này, ảo ánh chưa? Ui dồi ôi. Trông ghê vãi trưởng ạ. Này, trông này. Ê ơi, nhìn ghê vãi. Hề. Tele luôn mà, ừ, công nhận đấy. Sợ thật. Ghê vãi. Đố anh dám chơi OP không vũ khí á. Đủ chỉ số là có thể chơi được không vũ khí hết. Thần chết đỏ bình thường, thần chết trắng mới mạnh. Thần chết trắng là không thể giết được luôn ấy. Xem speed á. Ôi xổ ơi, speed nhỉ, 11.000 speed. Ui, attack speed này, 364.000 attack speed. Ui, hồi máu này anh em ơi, 181.999.999.000 cái gì nhỉ, hồi máu. Ôi vãi cả trưởng ạ, hồi bao nhiêu máu trên giây kìa. Ôi, hồi 16 triệu máu trên giây. Bá đạo, lắc bị âm này. Ui, sợ thật cái con này. Ê ơi, sao lại có cái con nhân vật nó kinh khủng đến cái mức này nhỉ? 100 con OP cũng không bằng. Sợ thật, con này kéo bây giờ nó chiếm cái nó chiếm cái vị trí gọi là mạnh nhất game của OP mất nhỉ. Sợ vãi trưởng ạ. Anh lấy thêm cái item tăng attack speed cho Turret thì có cái công trình nào đâu để mà chơi Turret em. Không có một cái công trình nào, không có một cái item nào cả. Không có một cái item nào cả, gọi là quá luôn. Lấy cái đấy làm gì cho nó mệt. Thế đâu bằng Lê nhá. Này chắc chơi tới cái gì Quy 1 tỷ là sao. Sợ thật, con này kinh khủng thật. Con này bây giờ kéo mạnh hơn OP rồi anh em ơi. Anh em thấy là con này mạnh hơn OP hay là OP mạnh hơn? Mình thấy con này nó đang có khả năng là nó mạnh hơn đấy. Anh em có thấy con này nó mạnh hơn không? Nhìn nó lag sao á? Lag là chả gì lag cả. Đứng im này không lag luôn, xem vẫn bình thường luôn. Ok, chào phán nhá. Xem vẫn bình thường luôn mà. Xem không có gì lag cả. Mình vẫn đang xem full HD bình thường, mượt căng luôn, mượt căng đét luôn này. Đấy, căng đét luôn, nét căng đét luôn. Bạn kêu lag thì mình chịu. Nhưng được cái nó ra rất hiệu quả. Ừ, sợ thật. Chỉ có lag vào cái lúc cuối cùng thôi. Lúc cuối cùng khi mà nó hút mà serial cho nó lag thì lag thật thôi. Nó chỉ đơ một tí thôi. Này, ui, cái này giờ đám to thế. Cái này giờ đám to này. 15 này. Giờ đứng im này thôi chứ còn di chuyển làm cái gì nữa đúng không anh em. Ok, chào Cường nhá. Anh em nhớ để lại cho mình một like và subscribe kênh nha. Nhớ để lại cho mình một like, subscribe kênh nha. Thề cái ông Nguyên Duy Linh này, ông ấy comment thì kiểu là đóng góp ý kiến thật, nhưng mà cái kiểu là cứ yêu cầu người ta phải làm cái này làm cái nọ ấy. Bỏ ngay cái kiểu comment đi nhá. Cứ nhanh đi cái nọ cái kia, xong là yêu cầu người ta làm hết cái này như kiểu tay sai của mình ấy. Comment một cách bình thường thôi. Cứ như kiểu ép buộc người ta phải làm cái này làm cái nọ. Thế con này phải chơi với con siêu boss. Ồ, công nhận. Hi anh nha. Ok, chào Gia Gia nhá. Capitalist mới lại King. Capitalist nằm trong boss nào em nhỉ? Anh không nhớ con Capitalist nằm trong boss nào luôn á. Em sắp anh từ hồi anh chơi Naruto rồi. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Chơi Liên Quân. Ok, chào chơi Liên Quân nhá. Anh cài mod Rick với con X12 đồ chưa? Anh không cài em ơi, bởi vì cài mấy cái mod đấy vào lắm mod qua nó bị crack game, anh không dám cài. Khỏe không anh ra? Anh vẫn khỏe bình thường. Vẫn đang rất khỏe. Nhìn con nhân vật này sợ dã man ạ. Nhìn mà thấy kinh khủng luôn á. Ghê vãi trưởng ạ. Thì anh làm việc khác. Mày nhớ là cái con Capitalist nằm trong mod nào không thì
hôm sau anh làm, chứ còn kèo khác là kèo nào. Ok chồng Ngân, em sắp anh từ hồi anh mới sinh ra cho một mẹ ông vãi cả trưởng bốc phét vừa thôi em ơi. Mày muốn làm kèo gì thì mày mình phải nhớ là con Capitolit nằm ở trong mod nào chứ. Thì anh mới chơi được chứ còn bây giờ mình cứ bỏ Capitolit kết hợp với kinh nhưng mà anh còn không nhớ nó nằm trong mod nào thì làm sao mà chơi được. Divest gì đó, Divest á. Không nhớ luôn ấy. Ui, anh em nhìn này. Anh em nhìn này con nhân vật này. Tele luôn ra hai bên góc màn hình này. Không biết con này đấm chết được con Seabot trong một hit không nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mà con này muốn mạnh thì cần phải có thời gian. Cần phải có thời gian để cho nó tăng cái số lượng mật serial lên. Hai vết tinh ước kiểu lên thì nó mới mạnh. Chứ nó không thể mạnh ngay từ lúc đầu game được. Lúc đầu game thì nó không thể mạnh như mức này được. Ok chào Duy nhá. Anh em mới vô để lại cho mình một like và subscribe kênh nha. Anh làm hai con này đi á. Ui trời ơi, một con nó đã mạnh như thế này rồi. Giờ em lại còn muốn làm hai con nữa thì kinh khủng quá. Assassin với Yasuo. Assassin với Yasuo cũng ok, để hôm nào làm. Em sắp rồi nha anh. Ok, cảm ơn em. Chào Duy Nguyễn Anh nhá. Pháp sư mới được đăng dư với vũ khí phun lửa, gợi phép phun lửa. Live 44 này. Hôm nay đổi avatar sang avatar gì thế kia. Double con này chắc bot em trải. Đúng thật. Lâu rồi không vào. Ok, nổ máy đấy à. Kéo nổ máy thật ý. Ghê vãi trưởng ra con này. Con này ghê quá. Ô, nhân vật đâu rồi? Ô, nhân vật đâu rồi? Ô, nhân vật đâu? Ô, nhân vật đâu rồi? Ô, nhân vật đâu rồi? Ô kìa. Anh em vừa rồi có nhìn thấy nhân vật của mình ở đâu không? Ô kìa. Nhân vật đâu rồi? Ô kìa, ô kìa. Nhân vật biến đi đâu rồi? Ơ, sợ thật đấy. Ô, đâu rồi? Lại biến mất rồi. Ô kìa. Ô kìa, lại biến mất đâu rồi? Ô kìa. Ơ là sao? Biến mất đâu rồi? Ô kìa. Quái gì vẫn còn ở đây mà nhân vật đâu rồi? Đừng di chuyển à. Ok. Đừng di chuyển à. Speed nhanh quá, nó bay ra ngoài rồi. Ui, xem speed nào. Ui xồi ui, nhìn cái dãy chỉ số này anh em ơi. Nhìn cái dãy chỉ số này. Xem hồi máu này. Ui rồi anh em nhìn đếm số lượng hồi máu này. Ghê vai cả trưởng ạ. Nhìn speed này. Ê ui, né tránh này. Giáp này, ui nhiều giáp thế. Ai trong hai vết tinh này. Ui ôi. Ghê vãi, ui thật thề. Ui, sợ thực sự ạ con này. Con này ghê vãi cả trưởng ạ. Chỉ số ác thế. Em gái của Delta, con nào là em gái của Delta? Con này là mẹ, là bà nội của Delta thì đúng hơn chứ. Em gái nào của Delta như này? Em gái thì nó phải yếu hơn như đây, bà nội của Delta ấy. Ê, ghê vãi cả trưởng. Nhân vật sợ thật đấy. Con này á, con này Delta đến cái mức mà quay 18 như này rồi Delta gọi con này một cụ luôn. Delta nào đỡ được? Chẳng có Delta nào đỡ được cái chỉ số như này cả. Ghê vãi trưởng ạ. Đến cái quay 18, 19 mà cái chỉ số nó như thế này thì Delta nào đỡ nổi. Sợ thật. Chị gái OP, mình nghĩ con này nó là bà nội của OP rồi. Anh em nhìn chỉ số này. Ghê vãi. Chỉ số không đỡ luôn á. Cho hai con đánh nhau thì con sao nhỉ? Con này mà kết hợp với con Delta chắc sợ lag thôi á. Anh chỉ sợ bị crack thôi chứ còn lag thì anh không sợ lắm. Anh chỉ sợ nó bị crack thôi. Chứ còn lag thì không sợ lắm. Cụ tổ của OP à? Ồ, công nhận cụ tổ của OP thật. Công nhận đấy. Giờ không dám di chuyển luôn anh em ạ. Giờ con này mà di chuyển là nó lại bay ra ngoài map như vừa nãy đấy. Thế là thôi không dám di chuyển nữa. Nhân vật nào thế á? Con này là con Diana gì gì ấy. Khỏe vãi cả trưởng, còn khỏe hơn cả OP cơ. OP gọi bằng cụ luôn. OP không thể kinh khủng được cái bức này được. Sợ vãi. Lần đầu tiên chơi con này luôn. Dương Vương vừa nó trở lại rồi, đấm mình phát giờ. Thằng Tuấn Anh này. Này chắc chắn là nick của thằng Tuấn Anh. Chắc chắn là thằng Tuấn Anh rồi. Không người khác được. Về người này, kết thúc trận đấu rồi. Phát win luôn này. Rồi, ui sổ nhanh
vãi chưởng. Sợ thật tôi quân này. Mà anh em nhìn số lượng item này, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 loại item thôi. Nhưng mà sợ vãi. Ôi anh em nhìn chỉ số này. Nhìn chỉ số này. Cái này mà mình có thêm cái item mà tăng đam từ việc là âm lắc nhá, thì cái đam này nó còn kinh khủng nữa. 500 con OP và 500 con Super Chimer. Thọ thật cái chỉ số này. Ơi ghê vãi chưởng ạ, thề không thể tin được luôn á. Đỡ kiểu gì nhở. Sợ thật. Ghê quá. Thế thử hỏi nếu như bây giờ mà mình chơi double con này thì nó sẽ như thế nào?